Lại về trong buổi chiều muộn ngày hôm nay, một chiếc xe rất là đẹp luôn, Hyundai i20 bản Active 2015. Một chiếc xe rất là ngon, xe cứng, máy gầm chất, và xe này thì mang biển Balama 06678 các bác nhá. Một chiếc xe mang màu nâu cà phê, nội thất màu nâu cà phê, rất đẹp. Ấy, máy động cơ là 1.4, máy số bao zin, xe còn cứng và không có lỗi, cam kết cho bác là không đâm va tai nạn ngập nước. Hệ thống điện ở trên xe thì rất là hiện đại, gương kính điều chỉnh điện, có cụp xè, vô lăng tích hợp ấy, và con này thì có cả rất nhiều các cái chức năng ở trên đây, điều hòa auto, màn hình thì con này là chưa có độ màn hình mà mới chỉ là đầu zin nguyên bản thôi. Xe còn rất là chất luôn và máy thì nổ thì thầm, cam kết cho bác là không có lỗi lầm. Đấy, một chiếc xe màu nâu cà phê rất đẹp luôn nhá. Và con này thì được cái là chất thì khỏi bàn, bốn quả lốp vẫn còn dày mới, la răng đúc thể thao, phanh đĩa là bốn bánh ấy, kính bao zin toàn tập, và xe thì đây các bác nhìn này, đèn bi cầu halogen đấy, siêu sáng, ánh sáng mạnh, trẻ trung, và kiểu dáng của xe thì rất là luột là luôn. Chiếc xe này thì bên em đang bán cái giá là trên 3 đồng và dưới 4 đồng. Các bác chỉ cần bỏ ra một cái số tiền rất là nhỏ thôi, nhưng các bác đã có ngay được một mẫu xe với cái dòng hatchback. Cái mẫu xe này nó là đứng đầu đầu về kiểu dáng thiết kế luôn. Đấy, các bác có thể nhìn ngay cái phần thiết kế đó, và nó tựa như những cái mẫu Hyundai Tucson dạng nhỏ đấy các bác nhá. Một mẫu hatchback xe ngon, gầm chắc, và i20 là một chiếc xe khá là rộng, tiện nghi bên trong, rộng rãi bên ngoài. Và chiếc xe này thì giá nó rất là mềm rồi, 2015 đến 2016. Nhưng các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe mà giá nó mềm, rẻ, và nói chung là chất xe thì khỏi bàn. Lăn bánh được hơn 8 vạn các bác nhá, lăn bánh được đúng hơn 8 vạn thôi. Đấy, xung quanh kiểu dáng của xe thì rất là luột là. Và chiếc xe này thì đấy, chất thì khỏi bàn. Bên em thì có thu mua xe cũ trên toàn quốc nhá, và bên em thì có trao đổi xe đầy đủ. Các bác nào có xe các bác cần lên đời hay là các bác muốn trao đổi thì các bác cứ điện cho em Vũ Duy Auto. Em sẽ đến trực tiếp cửa nhà và em sẽ lấy xe cho các bác. Đấy, khóa khiển thông minh. Nội thất bên trong màu nâu rất là đẹp luôn này. Đấy, nội thất rất đẹp nha. Táp lô sạch sẽ, xe cứng cáp luôn. Đấy, không có lỗi lầm gì cả. Và con này keo chỉ thì bao zin cho các bác rồi. Một chiếc xe mang biển số Ninh Bình 35A06678. Mặt catalang thì đẹp đẽ sạch sẽ, không có lỗi này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, toàn bộ mặt catalang đây, xịn sò sạch sẽ này. Đèn của xe thì căng và không hề có lỗi nhá. Bi cầu projector chống rung. Đấy, đèn led định vị và bầu đèn thì căng sáng luôn. Bên cabo các bác nhìn ạ, toàn bộ cabo này cân nhá, không hề lệch một tí nào này. Tôn cabo này rất chắc chắn luôn. Đấy, tôn vỏ cabo chắc chắn dày dặn. Phần cản trước của xe đây, các bác nhìn cản trước là sạch sẽ đồng đều, sơn cản căng và không có lỗi. Còn đâu chầy xước va quẹt thì không vấn đề gì các bác nhá. Cái này thì không ảnh hưởng gì cả. Nói chung là về chất của xe thì khá là ổn luôn. Con này thì được cái là lốp dép dày mới, bốn quả lốp Michelin, lốp 2020 tuần 23, và lốp của nó là dùng dòng Primacy 4 các bác nhá. Đấy, lốp rất dày, la răng 5 chấu thể thao, nhìn như những cái kiểu như là những cái khiên siêu nhân, với kết hợp với phanh đĩa hai bánh trước, và bánh sau thì là phanh đĩa đơn, bằng trước thì là phanh đĩa kép. Đấy, cua lốp của xe thì sạch sẽ và không có lỗi nhá. Đây các bác nhìn này, tất cả những cái phần ốc này nó còn nguyên. Đấy, ốc này còn nguyên bản luôn, chưa có độ còn tí nào luôn. Đấy, và bên này thì nẹp chỉ chrome sạch sẽ. Rồi dòng này thì nói chung là được cái thiết kế của nó rất là ok. Đấy, giá nóc đầy đủ, mà giá tiền của chiếc xe thì chưa đến 400 triệu các bác đã qua ngay được chiếc xe này rồi. Xi nhan tích hợp trên tay gương, và gương kính thì có điều chỉnh điện, cục xe đầy đủ. Đấy, tôn này rất dày, vì đây là một chiếc xe nhập nhá, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đấy, khóa là có cảm ứng cảm biến này. Đây các bác này, cửa rất là chắc luôn. Đấy, cửa chắc, keo chỉ bao zin. Đấy, các bác nhìn ạ, chỉ keo bao zin luôn nhá. Đấy, con này chỉ keo bao zin này, tapi sạch này, nhựa nhất các thứ thì ok, kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Tầm này cũng là một cái tầm gần Tết rồi, các bác thì có thể là qua trực tiếp xem xe nhanh chóng để làm sao mà mình có được một chiếc xe đi Tết cho nó yên tâm và an toàn. Toàn bộ kính của xe thì cũng đã được dán phim cách nhật, và trần xe đây các bác nhìn này, trần xe là sử dụng trần da 5D bọc lộn lên rồi, thế là khá là sạch sẽ. Thế còn nội thất ghế thì khỏi bàn, ghế thì không vết chảy xước luôn, và ghế nhìn như những chiếc xe Ford của dòng Wildtrak ạ. Vâng, đó là màu cam pha kết hợp màu đen. Đấy, còn máy của xe thì rất là êm luôn nhá, cực kỳ êm luôn. Và xe đồng hồ công tơ mét là 5 bánh được 8,5 vạn. Các bác nhìn này, vô lăng của nó còn đẹp căng như này mà. Đấy, xe vừa về nhá, lái lủng nhẹ nhàng. Đấy, xe vừa về, chất xe thì nói chung là
các bác có thể nhìn tổng thể bên trong xe. Cái dòng này thì được rất nhiều người mua và xe vừa về cửa hàng, nên là các bác nào mà quan tâm thì các bác nhanh tay đến cửa hàng nhá, xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với giá rất là mềm, thực sự là cực kỳ mềm luôn. Đấy, chỉ có đầu 300 triệu thôi, nên là bác nào mà quan tâm thì alo ngay nhá. Vâng, kẻo bỏ lỡ cơ hội để sở hữu một chiếc Hyundai i20 bản X-Tip. Vâng, đời 2015, lăn bánh 2016. Và xe thì nói chung được 6 năm nhưng mà lăn bánh mới được có 8 vạn rưỡi thôi. Đấy, đèn đóm sáng choang, toàn bộ bầu đèn xe này căng, không hề ố mốc một tí nào, không hề rạn nứt nhá. Các bác nhìn kỹ cho em ạ. Không hề rạn nứt và không hề ố mốc một chút nào luôn này. Đấy, các bác nhìn đi ạ. Vâng, đèn đóm sáng choang luôn. Logo xịn sò. Đấy, camera lùi đằng sau này. Và cốp mở này, rất nhẹ nhàng. Em lên này em mở đèn đã. Đấy, trời tối rất là nhanh các bác ạ. Vâng, thực sự là thời tiết tối rất là nhanh luôn. Đấy, các bác nhìn này, đèn của xe này rất đẹp. Đấy, cốp sườn bên trong xe thì khá là rộng nha các bác nhá. Cốp sườn rộng. Đấy, lốp sơ cua này. Đấy, các bác nhìn lốp sơ cua của xe đấy ạ. Vâng, đẹp đẽ sạch sẽ, đồ nghề đầy đủ nhá, không có lỗi. Đấy, hốc sau này. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Bên em thì có vận chuyển xe trên toàn quốc. Các bác nào cần thì các bác chỉ cần là alo thôi, nhấc máy alo, bên em sẽ vận chuyển xe đến tận nhà, sau đó các bác sẽ trả tiền. Đấy. Và chế độ rất là ok cho các bác nhá, nhất là các bác tỉnh xa, ưu tiên người ở tỉnh xa. Các bác không phải vất vả, các bác chỉ ở nhà thôi, các bác điện thoại trực tiếp cho em Vũ Duy Ô Tô, bên em sẽ vận chuyển xe đến tận nhà cho các bác. À, các cái ốc này nó còn chưa hề ra nhá, đinh hàn còn nguyên này. Đấy, chất xe rất là cứng cáp luôn. Và những ai mà tinh mắt các bác cứ nhìn kỹ đi ạ. Vâng, chắc chắn là không có một tí lỗi lầm nào cho các bác rồi. Đấy, đèn đóm sáng choang luôn này. Các bác nhìn này, bầu đèn căng nhá, không hề có lỗi một chút nào. Bên này như thế này. Đấy. Còn toàn bộ nói chung là phần cản sau thì có cả miếng lùi rồi. Các bác yên tâm về cái việc là khi mà mình đi lùi. Cái dòng này nói chung là một cái dòng xe được option rất là nhiều. Rất nhiều option an toàn cho chiếc xe. Đấy, đồng sơn cản đều đẹp sạch sẽ. Toàn bộ sơn của xe thì con này là sơn zin đến 90% nhá. Còn những cái chỗ xì tút xì tát lại không tránh khỏi. Còn đây này, những cái này như là cái này là đều là sơn zin hết các bác nhá. Vâng, lốp dép thì dày khự. Đấy, 4 quả lốp Michelin dày bình luôn. Đấy, chạy rất là ok. Dòng này thì nói chung là nó ổn, êm và chắc chắn, xe chạy rất là ngon, đặc biệt là nội thất bên trong thì khá là rộng. Các bác ngồi những chiếc xe này thì không bị tức bí như là những cái dòng Moling i10. Đấy, i20 bản X-Tip là một mẫu xe được thiết kế khác hoàn toàn so với dòng i20. Nó rộng hơn, đẹp hơn, kiểu dáng thanh thoát hơn và hầm hố hơn. Đấy, các bác nhìn chất xe đây ạ. Vâng, xe vừa về mà nói thật các bác là tầm này tầm tối tối thôi. Thực sự là phải quay nhanh lên cho các bác, không phải tránh cái trường hợp mà quay tối thì xe nó sẽ không chất lượng, không đảm bảo được cho các bác nhá. Đấy, ghế này, đây các bác nhìn này, rất đẹp luôn này. Nội thất ghế da bò vàng óng ánh nhá. Đấy, máy số thì ngon, êm roạt luôn. Đấy, và điều hòa là điều hòa auto nhá các bác nhá. Điều hòa auto này, đầu đài đĩa đóm đầy đủ, không thiếu một cái gì. Táp lô của xe thì khá là sạch sẽ. Đấy, tất cả các chức năng kính điện của xe thì lên xuống bình thường. Vâng, răng cao su thì không hề có rách một tí nào. Và đăng kiểm của chiếc xe thì đến tháng 8 năm 2023 các bác nhá. Còn rất là dài luôn. Lốp mới, xe ngon, máy chất. Đấy. Bây giờ thì ta sẽ cùng đi ra khoang máy đi. À, các bác có thể nghe tiếng máy đó. Thực sự là không nghe tí tiếng máy nào luôn. Con này thì máy vẫn còn zin các bác nhá. Máy là chưa tháo ốc, máy còn zin, zin từng con ốc luôn. Đấy, máy rất là êm. Xe còn nguyên bản đấy ạ. Vâng, và không hề có lỗi một tí nào luôn. Đấy, nên là bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì các bác có thể là qua trực tiếp cửa hàng tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng nhá. Các bác xem trực tiếp luôn. Đấy, máy số bao zin cho các bác này. À, không có một tí hơi thừa nào luôn này. Đấy, bác nhìn nhá, không hề có một tí hơi thừa, hơi khói nào luôn này. Không có dầu mỡ này. Đấy. Và đây. Dầu này, đấy, các bác nhìn này, dầu nó còn vàng như này mà. Đấy, dầu này thì nói chung là tầm các bác đi khoảng 1000 cây các bác thay cho em cũng được, hoặc là các bác có thể thay luôn. Cái dầu này thì cũng lên thay rồi. Đấy, còn đây này, máy là bao zin từng con ốc nhá. Ốc máy zin, zin nguyên bản đấy ạ, chưa tháo mở. Đấy, còn zin nguyên này. Đấy, và ắc quy dòng này thì nó hơi bé về kích thước, nhưng mà ắc quy của xe thì rất là chắc chắn. À, còn đây bên này, các bác nhìn nội em ạ. Tai đèn này, đầu răng ngang này. Đấy, ốc còn nguyên, chưa có mở dấu một tí nào.
Đấy, tai đèn thì được độ đèn nên là người ta quẹt vào đây để người ta đảm bảo kín nước thôi. Còn đâu là chất những cái khu vực này thì ok rồi. Đấy, cabo này, chỉ keo bao đẹp cho các bác nhá. Keo chỉ bao đẹp, bao nét cho các bác luôn. Một chiếc xe khá là cứng cáp, đấy, hiện đại, nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Con này là nhập khẩu luôn. Vâng, rất là ok, vừa về cửa hàng em xong. Và bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe i20 nhập khẩu đẹp căng như thế này. Vâng, đây là bản active nhá, hàng hiếm luôn đấy ạ. Thì alo ngay cho em Vũ Duy Auto. Vâng, thực sự là đây là một chiếc xe đẹp từ mọi góc nhìn. Các bác chỉ cần alo thôi, điện thoại ngay cho em và em sẽ báo giá chi tiết cho các bác, cũng như là làm sao mà bên ta có thể là mua bán nhanh gọn. Vâng, con này thì gầm chắc kém luôn, đẹp luôn này. Đấy, các bác nhìn gầm này. Đấy, gầm này, đẹp căng luôn nhá, không hề có lỗi một tí nào luôn này. Vâng, cảm ơn các bác nhá, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe tuyệt vời tại bên em Vũ Duy Auto. Bên em thì có hơn 400 đầu xe cơ, các bác thoải mái tha hồ lựa chọn luôn. Đấy, bãi rất rộng nhá, thoải mái cho các bác lựa chọn. Đấy, hơn 400 đầu xe. Đấy, cảm ơn các bác nhá, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy Auto, chuyên các cái dòng xe lằng nhằng khu quầm. Xin cảm ơn. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.